Mẫu xe Lê Xuất GX 2023 mới với giá bán từ 4,1 tỷ tại thị trường Việt Nam tăng gần 900 triệu đồng. Hiện tại các đại lý đã ngừng bán Lê Xuất X phiên bản cũ và bắt đầu nhận đặt cọc với phiên bản thế hệ mới. Dự kiến mẫu xe Lê Xuất GX 2023 mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào nửa đầu năm sau. Theo một số nguồn tin, Lê Xuất GX 2023 tại thị trường Việt Nam sẽ được bán ra với 4 phiên bản bao gồm phiên bản RX 350 Premium, Phiên bản GX 350 Luxury, phiên bản GX 350 f Sport và phiên bản GX 500 HF Sport Performance với giá bán dự kiến của từng phiên bản lần lượt là 4,1 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng, 4,9 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. Giá bán mới khá chênh lệch với mức giá khởi điểm từ 3,6 tỷ đồng, như một tư vấn viên tiết lộ hồi đầu tháng này. Hiện một số đại lý cũng đã ngừng bán và ngừng nhận đặt hàng mẫu xe lê rút GX phiên bản cũ. Với giá bán 3,24 tỷ đồng đến 4,71 tỷ đồng Nhiều khách đang chờ giao xe phiên bản GX cũ thậm chí còn bị đại lý báo hủy Và gợi ý chuyển sang GX 2023 Mẫu xe lê suốt GX thế hệ thứ 5 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới Bổ sung công nghệ và tùy chọn động cơ plug-in hybrid Ngoại hình lê suốt GX 2023 mang hơi hướng xe điện với lưới tản nhiệt đặt thấp Sử dụng các họa tiết hình con suất đồng màu thân xe Hai bên là cụm đèn pha mới Tích hợp dải đèn led định vị ban ngày hình chữ L quen thuộc, ngay bên dưới là khe gió nằm dọc với viền đen bóng và tích hợp đèn sương mù trước. Một số điểm nhấn khác của Lexus RX 2023 là các vòm bánh xe tròn trịa, thân xe mượt mà hơn, bộ mâm hợp kim 19 in tiêu chuẩn hoặc tùy chọn 21 in, đèn hậu nối liền với nhau bằng dải đèn mỏng ở giữa, khe gió hẹp ở hai góc đuôi xe, nẹp màu đen trên cản sau và ống xả được giấu khá kỹ, tạo cảm giác gọn gàng hơn ở phía sau, logo chữ L loại bỏ để thay bằng dòng chữ Lê Sút. Ống xả dấu dưới gầm xe. Khung gầm GAK hoàn toàn mới, tương tự S và NX, cứng hơn và nhẹ hơn 89,8 kg so với khung gầm của đời cũ. Hệ thống treo sau đa liên kết được nâng cấp đem lại khả năng vận hành êm ái hơn. Lê Sút GX500HF Sport Performance 2023 có thiết kế thể thao hơn, xe sẽ được trang bị cản trước sau mới và lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng. Bộ mâm thửa riêng và cùng phanh 6 piston. Ở bên trong, thiết kế nội thất của Lexus RX 2023 rất giống với NX thế hệ mới, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới, đi kèm màn hình cảm ứng 9,8 inch trên phiên bản tiêu chuẩn hoặc 14 in trên các phiên bản cao cấp. Màn hình này có hỗ trợ hệ thống định vị dựa trên đám mây, tính năng trợ lý ảo và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Cụm điều khiển trung tâm của Lexus RX 2023 được làm lại với ít nút bấm hơn, đem đến tổng thể gọn gàng và cao cấp hơn cho xe. Riêng bản 500H HF Sport Performance, xe sẽ có vô lăng bọc da thể thao, bộ bàn đạp bằng nhôm, mặt cửa bọc da lộn, ốp bậc cửa f Sport, cửa sổ trời toàn cảnh panoramic và màn hình hiển thị thông tin kính lái H. Về chuyển động, phiên bản Lexus RX 350 thế hệ mới dùng động cơ xăng tăng áp 2.4 lít 4 xi-lanh mới sản sinh công suất 275 mã lực và mô men xoắn cực đại 429 Nm, mạnh hơn loại V6 3.5 lít cũ khoảng 20 mã lực và 68 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Lê suất giờ x 352 có thể tăng tốc từ 0 đến 96 kmh trong thời gian 7,2 giây, nhanh hơn trước 0,7 giây. Trong khi đó, x 500 hf Sport Performance sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4 lít 4 xi lanh, hộp số tự động 6 cấp, kết hợp mô tơ điện, cho công suất 367 mã lực và mô men xoắn cực đại 550Nm. Xe chỉ cần 5,9 giây để tăng tốc từ 0, 96 km h Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.